Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNATV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị có thể thấy nhìn ở phía dưới banner của chúng tôi đã có phần nhắc nhở để cho quý vị nhớ rằng là chúng ta đã sắp đến ngày để mà đi bầu và chỉ còn có 53 ngày nữa thôi là sẽ đến ngày 3 tháng 11 là ngày bầu cử. Cho nên là quý vị nhớ sử dụng lá phiếu của mình để bình chọn cho những người xứng đáng để có thể giúp cho chúng ta có được những chính sách tốt nhất để mà giúp cho chúng ta có được một cái nền kinh tế thật là phát triển cũng như là đại diện cho cái tiếng nói cộng đồng của chúng ta. Nên mong rằng quý vị nhớ đi bầu, và quý vị nào là những người mới có quốc tịch và quý vị chưa có register để mà đi bầu thì nhớ vào website register để mà register to vote đó quý vị, chỉ cần vào Google register to vote để mà quý vị register để có thể đi bầu. Và nếu quý vị nào mà quý vị chưa có register hoặc là đang có problem quý vị không thấy cái ballot gửi về cho quý vị ở trong năm vừa qua thì quý vị có thể đến với đài, Mỹ Linh sẽ giúp cho quý vị để mà register để quý vị có thể đi bầu ở trong những ngày sắp tới đây nha quý vị nhé. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và tiếp đến nữa, thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi cơ quan thống kê dân số. Đây là giai đoạn cuối cùng và rất là quan trọng để cho quý vị nhớ hoàn thành vào thống kê dân số của năm nay. Những gia đình nào chưa hoàn thành thống kê dân số, quý vị sẽ được những người nhân viên của cơ quan thống kê dân số đến gõ cửa nhà quý vị cũng như mời gọi quý vị hoàn thành thống kê dân số. Và họ sẽ đưa cho quý vị một cái code gồm có những cái con số trên đó, và quý vị đánh vào cái code đó để bắt đầu trả lời những câu hỏi của thống kê dân số. Quý vị có thể trả lời bằng thư, có thể trả lời bằng điện thoại hoặc có thể trả lời qua website 2020census.gov. Quý vị nhớ hoàn thành thống kê dân số nha. Và tiếp đến nữa, cũng hân hạnh được bảo trợ bởi broker Lily Lan Trần. Và broker Lily Lan Trần có trên 25 năm kinh nghiệm, kính thưa quý vị. Và chị có thể nói chuyện trực tiếp với nhà băng không qua trung gian. Và mọi vấn đề tài trợ và tái tài trợ cũng như địa ốc, mời quý vị tìm đến với chị Lily Lan Trần. Số phone là 714-915-4657. 714-915-4657. Cảm ơn broker Lily Lan Trần đã bảo trợ cho chương trình. Và tiếp đến vẫn là những bản tin của ngày hôm nay, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Dạ, mời chú. Và thưa quý vị, ở xứ Mỹ là làm xứ tự do, người nào cũng có quyền có thể thể hiện cái quyền tự do phát biểu của mình, cái tự do tư tưởng của mình. Nhưng mà có một điều mà nhiều người quên là không có được dùng cái quyền tự do của mình để xâm phạm tự do người khác. Thì mới đây hai người phụ nữ thuộc Đảng Dân Chủ đã vi phạm cái quyền tự do của người khác và đã bị phạt với nhiều tội. Tội thứ nhất là tội ăn trộm. Tội thứ hai đó là tội âm mưu, tội thứ ba là tội thù ghét, và tội thứ tư đó là làm nguy hiểm đến một đứa bé. Tại sao vậy thưa quý vị? Ở hai người ở Delaware này đó, trong một cái cuộc họp của Đảng Dân Chủ vừa ra thì gặp cái nhóm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và trong đó có một em bé và bà mẹ đội cái mũ mà đỏ của đại diện cho cái Tổng thống Donald Trump, đó là Make America Great Again. Hai người này lại giật cái mũ, lôi nhà hóng đất, và đến khi người ta nhặt lên đó, thì còn hùng hổ xông lại và gây gổ, và cũng như là làm cho em bé nó hoảng sợ. Thì cảnh sát sau đó bắt giữ hai người này với cái tội danh trên. Chúng ta biết rằng là một lần nữa là chúng ta có quyền sử dụng tự do, chúng ta có thể nói ủng hộ bất cứ ai cũng được, nhưng mà quý vị đừng có đụng chạm đến cơ thể người khác. Quý vị đụng chạm cơ thể khác là quý vị sẽ mặc tội là lớn lắm đó thưa quý vị. Đó là một cái điều cần biết. Chúng ta cũng như là gần đây chúng tôi thấy là cũng có nhiều cái vấn đề mà tranh cãi của cộng đồng Việt Nam là dùng danh từ là rất là thô ý để mà tấn công nhau, cái điều đó không nên thưa quý vị. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, cái quyền tự do mỗi người, ai có quyền tự do người đó, không có nên mà dùng những cái tỏ ra hung hăng, tuyệt đối là không được hăm dọa nha quý vị, mà gửi thơ mà hăm dọa đụng chạm cơ thể khác là giết mày hay là thế này kia là quý vị ở tù đó. Dạ, và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là một bồi thẩm đoàn và bồi thẩm đoàn lớn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để mà bắt đầu xét xử cho cái chết của Breonna Taylor. Quý vị vẫn còn nhớ là ngày 13 tháng 3 có ba sĩ quan cảnh sát là Jonathan Martinley và Brad Hankinson cũng như là Mike Cosgrove đã đến ngôi nhà của người y tá có tên là Breonna Taylor để mà thực hiện một vụ bắt giữ cũng như là kiểm tra về ma túy ở trong cái công việc của họ. Và cái này là cái gọi là unlock, là tức là họ được cái lệnh unlock, tức là bất ngờ đột kích mà không có gõ cửa, không báo trước. Và khi mà
bước vào trong nhà của cô này thì họ đã nổ súng và gây ra cái chết của cô Breonna Taylor, mà người ta cho rằng đây là một cái sai lầm chết người của cảnh sát. Và nhưng mà điều đặc biệt là không có bất kỳ ai trong số những người cảnh sát có liên quan trong cái vụ đột kích đó bị tra vấn hay là bị bắt giữ hay như thế nào, và chỉ có duy nhất một người làm đã từ chức sau 3 tháng khi mà sự việc đó xảy ra. Và cho đến nay thì người ta đã chuẩn bị để mà tập hợp kêu gọi một bồi thẩm đoàn lớn, và đặc biệt là bồi thẩm đoàn này sẽ gọi là họ sẽ nghiên cứu cũng như là họ sẽ làm bồi thẩm đoàn cho những vụ án gọi là hình sự khác, để mà học hỏi cũng như là có kinh nghiệm và có những cái cảm nhận của mình và hiểu biết của mình, sau đó thì mới trở thành bồi thẩm đoàn cho cái vụ án của Breonna Taylor, để họ sẵn sàng tâm lý cũng như là chuẩn bị cho cái sự minh bạch của mình. Ở đây là một cái vụ án rất là quan trọng và có ảnh hưởng, thưa quý vị, và đó là cái tin tức mới nhất liên quan đến cái chết của Breonna Taylor, và chúng ta sẽ chờ đợi xem những phiên retrial đầu tiên để mà xét xử cái về những vụ những cái những điều liên quan đến cái chết của Breonna Taylor và ba người sĩ quan có liên quan, đó là Jonathan, mặt là Tinley cũng như là Brett Hankinson và Mike Crossgrove, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã biết là ở nước Mỹ này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, như là những chuyện và giữ, tại vì cái con số ở nước Mỹ tới trên 300 mấy chục triệu, thưa quý vị. Thì trong 300 mấy chục triệu này thì có người này người kia, có những người ác và những có người mà có cái thú tính, và những có người bị vô tình mà có thể thành giết người, thưa quý vị. Mới đây một cái trường hợp cũng đau thương xảy ra, là người mẹ trẻ có đứa con mới có 2 tháng tuổi, khi mà nó ngủ đêm, theo lời khai của cô nhé, chúng tôi không biết sự thực như thế nào, thì cô thấy đứa trẻ nó khóc quá, cô không chịu, nó không chịu uống sữa, thì cô cứ cố gắng đẩy cái bình sữa ở trong miệng cháu mạnh quá, làm cho cháu bé nó bị nứt cái níu và chảy máu ra. Thì cô hoảng sợ, cô lấy cái khăn mà cô đeo cái nhét vào trong miệng để giữ cho cái níu khỏi bị chảy máu, mà không ngờ cái khăn nó là tuột ra trong cổ họng, là đứa bé ngạt thở chết luôn. Thì cô này mới đánh thức chồng dậy thì đứa bé đã chết. Và người ta đã, khi mà nhân viên cứu cấp tới, người ta không biết được bé nào tại sao lại ngưng thở, người ta tìm tòi mãi thấy cái khăn nó tuôi được tuốt trong cổ họng, thưa quý vị, là nó làm ngừng thở, là bé không có thở được, bé đã qua đời. Cô này bị bắt giam ngay với cái tiền thế chân, thưa quý vị, là $1 triệu. Thì chắc chắn là số tiền 1 triệu này không thể có được, thì cô này sẽ ở tù trên khi nào mà ra tòa, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là có 2 người bị bắt trong một cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của Daniel Brew ở thành phố Rochester của tiểu bang New York. Và quý vị còn nhớ là mấy bữa nay cũng có nhiều cái video clip lan truyền trên YouTube để mà cho thấy hình ảnh của cảnh sát đã trùm một cái bao lên trên đầu của một người đàn ông có tên là Daniel Brew để mà bắt giữ anh ta, và cuối cùng là anh ta bị ngạt thở khi mà đưa đến bệnh viện dẫn đến cái chết. Thì có nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, và trong một những cuộc biểu tình đó vào ngày thứ Bảy ở thành phố Rochester của tiểu bang New York, có rất là nhiều người đã tham dự cuộc biểu tình này. Thì có 2 người thanh niên, và một người tên là Adam Grins ở Danville, và có một người nữa tên là Dallas William Smolter ở Rochester, cả 2 đều 20 tuổi, đã vi phạm cái luật là giữ gìn trật tự dân sự trong một cuộc biểu tình vào ngày thứ Bảy, và cả 2 phải đối mặt với lại cáo buộc 5 năm tù giam và $250,000 tiền phạt. James Kennedy là luật sư của quận Tây ở New York cho biết vụ bắt giữ xảy ra khi có 1.500 người tập trung ở trước trụ sở cảnh sát của thành phố Rochester. Và lúc này thì chàng trai có tên là Adam Green, 20 tuổi, đã mang mũ an toàn, và sau đó có một tấm khiên làm tạm thời bằng gỗ, và anh đã tham dự trong đoàn biểu tình. Và khi được gọi giải tán thì anh cùng với một nhóm người đã không chịu giải tán theo lệnh, cho nên cảnh sát đã bắt giữ. Và cuối cùng thì trong cái đợt bắt giữ đó, họ đã bắt giữ luôn cả Adam Green cộng với là Dallas Williams, và bây giờ họ phải đối mặt với những án phạt, kính thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, như hồi nãy chúng tôi cũng có nói vui chơi với Mỹ Linh là xe có bị dơ không, thì bây giờ có thể báo cáo quý vị một cách chi tiết hơn, tức là cả cái vùng vịnh ở San Francisco, thưa quý vị, đã là biến thành một cái bầu trời biến thành màu cam, và không khí vẫn đục, và người ta không có thể thở được một cái không khí trong lành nữa, tại vì các đám cháy rừng nghĩa là nó làm cho cả vùng vịnh mình đang bị ảnh hưởng rất là lớn, thưa quý vị. Trong buổi sáng thì 7-8 giờ mà trời vẫn còn tối, thưa quý vị, tại vì bụi khói nó che ánh sáng mặt trời, làm cho mặt trời ở đây làm như là tối thui, thưa quý vị, thành ra bụi cho bay rất là nhiều. Thống đốc Gavin Newsom cho biết là
Các khu vực rộng lớn California đã bị thiêu rụi trong nhiều tuần vì đám cháy thiêu rụi 2,3 triệu mẫu anh, gấp 20 lần lượng đốt cháy rừng trong năm ngoái. Và bang Washington cũng vậy, thưa quý vị, không phải là chỉ riêng California và Washington cũng thế, là cháy rừng gần như xóa sổ toàn bộ thị trấn nhỏ hôm thứ Ba. Mà nghe tin này rùng rợn quá, thưa quý vị. Một thị trấn nhỏ bị xóa sổ luôn, bị cháy tiêu tùng hết, không biết là sao mà có thể gây dựng lại. Tại Oregon cũng thế, hàng ngàn người buộc phải di tản khỏi nhà của họ hôm thứ Tư sau khi hỏa hoạn bùng phát khắp tiểu bang. Thì báo Oregonian đưa tin như thế. Thì bầu trời đó, chú quý vị thấy trên màn hình đó, nó màu cam chứ không phải là màu trong sáng như thế nữa. Là chúng ta nhớ là đi ra ngoài đường nên đeo mặt nạ để tránh phải hít vào những khói bụi, và có thể là nó đọng lại trong mũi và nó đi vào sâu vào trong phổi chúng ta, thì cũng gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta. Dạ, và năm nay California đối diện với một nạn cháy rừng quá là khủng khiếp, và quá đã lớn, có trên 20 lần năm ngoái. Dạ, 120.000 acre, hơn cả 120.000 acre là đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi, và đã có rất nhiều người phải di tản. Và quý vị thấy là nền trời là biến thành cái màu mà blood orange luôn, màu cam máu đó. Và quý vị thấy là nó biến thành màu vậy rồi con. Đây là cái vùng vịnh của San Francisco, là cái vùng mà Bắc Cali là nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất của những cái đợt cháy rừng này. Còn California của chúng ta đó là ít hơn, chúng ta cháy rừng ít hơn nhưng mà cũng bị ảnh hưởng luôn. Là quý vị thấy là bầu trời trở nên xám xịt luôn. Đó, còn ở phía Bắc Cali còn khủng khiếp hơn nhiều, thưa quý vị. Và cho nên quý vị nhớ ha, nhà văn Chu Tất Tiến cũng nói rồi là quý vị nhớ mang mask thì mình không có bị hít phải những cái bụi tro đó, nó đi vào trong phổi của mình thì rất là độc. Dạ, và thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là cảnh sát ở tại thành phố Oklahoma cũng như là cảnh sát của Hoa Kỳ đang cố gắng tìm kiếm một người đàn ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ sơ sinh khi mà có một video clip đã được sharing ở trên mạng, thưa quý vị. Cơ quan cảnh sát của Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc săn lùng một người đàn ông ở tại Oklahoma, 22 tuổi, đã bị cáo buộc là tấn công tình dục một đứa trẻ mới 6 tháng sau khi mà người ta đã ghi cái video clip, thấy được là anh ta đã từng gặp gỡ với đứa bé. Và cái video clip này được chia sẻ ở trên social media. Bray Gay Watkins đã có thể đã đến với khu vực của thành phố Oklahoma vào chiều ngày thứ Ba, và anh ta đã có gặp gỡ với lại Norman cũng như là Enix. Và lúc này là anh ta đã phải đối mặt với một số tội danh và một số cáo buộc vì đã có hành động là dâm ô đối với lại một đứa trẻ. Và người ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, và cho đến nay thì không biết là cái người thanh niên này đã trốn đi đâu, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã biết trước đây Trung Cộng cũng như là Nga Xô đã cho tiêm, nghe là một cách tổng quát tất cả những cái loại vaccine mà chưa có được chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc chưa tới giai đoạn 3. Thì ngày hôm nay Bộ trưởng Y tế ông là Aza, ông nói rằng là chúng tôi sẽ kiểm soát rất là kỹ lưỡng trước khi chúng tôi ra cái lệnh để có thể áp dụng đồng loạt cái những cái chất mà chống vaccine mới này. Thưa quý vị, thì ông Aza nói rằng là tôi muốn thực sự rõ ràng cho mọi người thấy rằng Tổng thống tôi và các viên chức tại FDA sẽ yêu cầu bất kỳ là vaccine nào cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả rất cao mà FDA đã đặt ra. Thì ông nói rằng là FDA sẽ hướng dẫn một cách minh bạch những cái gì mà người ta cần biết, cũng như là ông sẽ minh bạch tất cả dữ liệu để cho người dân có thể là an tâm khi sử dụng loại vaccine này. Thì ông Aza nói rằng cái số lượng liều vaccine mà tiêu chuẩn vàng của FDA sẽ mức hàng chục triệu liều vào cuối năm 2020. Thưa quý vị, đó là những cái tin và vui. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là FDA sẽ là cái cơ quan mà sẽ cho kết quả mà đánh giá một cách rất là cao tất cả những cái loại vaccine nào. Chúng ta biết hiện nay có 3-4 hãng vaccine, phải không? Dạ. 3-4 hãng chế tạo vaccine, thì ông ấy nói là ông sẽ kiểm soát và sẽ minh bạch tất cả các tài liệu và từng loại vaccine mà trước khi áp dụng cho công chúng Mỹ. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ ban tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.